Các bạn thấy đấy, khi nhìn vào bảng xếp hạng những đồng tiền điện tử, các bạn sẽ thấy có tận 2 đồng Bitcoin, 1 Bitcoin và 1 Bitcoin Cash. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần đến tận 2 đồng Bitcoin như thế? Bitcoin Cash là gì và nó làm được gì nhiều hơn Bitcoin? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về người anh em của Bitcoin là Bitcoin Cash, khi lý tưởng chia đôi. Bitcoin sinh ra với một nhiệm vụ, một tầm nhìn, một cuộc cách mạng làm thay đổi những gì mà con người từng biết đến. Khi cha đẻ của nó, Satoshi Nakamoto, vẽ ra những dòng code đầu tiên, ông đã vạch ra viễn cảnh mà xã hội tương lai sẽ hướng tới, phân quyền, ngang hàng và công khai. Với blockchain là khẩu súng và tiền điện tử là viên đạn, Bitcoin đã đặt những gì thuộc về truyền thống vào thế phải lựa chọn, thay đổi hay là chết. Tuy nhiên, dù mang một tầm nhìn vượt thời đại cùng những chức năng đột phá, Bitcoin vẫn chưa phải là một dự án hoàn hảo, và Satoshi cũng không thể lường hết được những khó khăn mà đồng tiền này sẽ gặp phải, hay ít nhất đó là những gì người ta nói. Và để làm Bitcoin hoàn thiện hơn, một bộ phận người dùng đã tạo ra một đồng tiền mang tên là Bitcoin Cash, một trong những đồng coin top đầu thế giới hiện nay. Xem nào, nếu tôi nói Bitcoin Cash là sản phẩm của lòng tham và sự sợ hãi thì sao nhỉ? Để hiểu được Bitcoin Cash ra đời như thế nào, hãy quay lại hồi giữa năm 2017, khi tốc độ giao dịch ì ạch của Bitcoin làm rất nhiều người khó chịu vì kích thước block bị hạn chế chỉ với 1 mê trên 1 block và tương đương 3-4 giao dịch mỗi giây, đồng thời thời gian xử lý giao dịch cũng tốn quá nhiều thời gian. Một bộ phận nhà phát triển của Bitcoin lúc đó đã đưa ra quyết định phải có sự thay đổi. Thì các bạn sẽ nghĩ là có gì khó khăn đâu, nâng kích thước block lên, cải thiện thuật toán là xong. Đó chính xác là những gì người ta nghĩ đến vào thời điểm đó. Và chúng ta có SegWit. SegWit hiểu đơn giản là nó sẽ cắt giảm thông tin của một giao dịch đi để làm chúng nhẹ hơn, tức là nhét được nhiều giao dịch hơn vào một block, từ đó sẽ giải quyết được những vấn đề nêu trên của Bitcoin. Tuy nhiên, những người viết ra SegWit lại thêm vào nó một mệnh đề cực kỳ quan trọng, đó là SegWit chỉ có thể kích hoạt nếu có trên 95% sự đồng thuận của thợ đào, và đây là khi chúng ta thấy được sự tham lam đã chi phối con người như thế nào. Hầu hết thợ đào đều không muốn SegWit được kích hoạt, đơn giản là bởi vì họ sợ rằng nếu năng lực của mạng lưới Bitcoin tăng lên, phí giao dịch sẽ giảm xuống, và điều đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp và người dùng lại rất mong muốn được áp dụng biện pháp này. Đã có rất nhiều đề xuất được đưa ra để khuyến khích các thợ đào chấp thuận SegWit, nhưng trước miếng bánh quá lớn của Bitcoin, mọi thứ vẫn đi vào bế tắc. Đây là khi Bitmain, ông trùm của giới thợ đào Bitcoin, bước vào cuộc chơi. Khi không thể tìm được tiếng nói chung giữa người dùng và thợ đào, Bitmain đã tự tạo ra cuộc chơi cho riêng mình với biện pháp User Activated Hard Fork, hay là hard fork do người dùng tự tạo ra ấy. Đợt hard fork này khác biệt ở chỗ là nó sẽ xảy ra, không cần biết có bao nhiêu người ủng hộ. Chỉ đơn giản là khi không còn chung thuyền chung hội nữa thì chúng ta tự tạo ra con đường riêng thôi. Tại hội thảo Future of Bitcoin, một nhà phát triển tên là Amaury Schechter đã tiết lộ dự án Bitcoin ABC và công bố đợt hard fork sắp tới. Theo thông báo, sau khi phát hành máy chủ đầu tiên của Bitcoin ABC, dự án Bitcoin Cash, viết tắt là BCH ấy, đã được công bố có hiệu lực đầy đủ vào ngày 1 tháng 8 năm 2017. Bitcoin Cash được ra đời với kích thước khối là 8 MB, sau đó được nâng lên thành 32 MB, với kỳ vọng sẽ thay thế được cho Bitcoin trong tương lai. Bitcoin Cash cung cấp replay protection và wipeout protection. Chữ ký giao dịch có sự thay đổi một chút và block fork phải lớn hơn 1 MB. Tuy nhiên, đàn anh của nó cũng không dễ gì khuất phục trước cậu em còn non trẻ này, và vẫn cần có thời gian để xây dựng được lòng tin của mọi người đối với Bitcoin Cash. Vậy thì Bitcoin Cash có thể làm được gì? Bitcoin Cash đầu tiên, nó sẽ tăng kích thước block lên thành 8 MB, và vào tháng 5 năm 2018, khối Bitcoin Cash đã được tăng lên thành 32 MB, và còn có đề xuất là cắt giảm chi phí giao dịch về chỉ còn 1 Satoshi. Tốc độ giao dịch sẽ được đẩy nhanh hơn rất là nhiều lần và có thể điều chỉnh được độ khó của thuật toán đào. Điều quan trọng nhất là Bitcoin Cash được ra đời để biến Bitcoin thành một đồng tiền với chi phí giao dịch thấp, thời gian xử lý giao dịch nhanh, chứ không phải một loại tài sản để đầu cơ như Bitcoin thời điểm đó. Đó mới là điều mà Satoshi nhắc đến trong cáo bạch của mình, và theo một cách nào đó thì chính Bitcoin Cash mới là Bitcoin. Khi mà hard fork để đưa Bitcoin Cash lên với thị trường để cải thiện Bitcoin, không phải ai cũng hài lòng với những thay đổi đó và muốn giữ nguyên Bitcoin như cũ. Do đó, Bitcoin Cash đã được tách riêng từ hệ độc lập không phụ thuộc vào blockchain của Bitcoin. Vậy thì nó có những hạn chế gì? Không nhiều lắm. Người đào Bitcoin Cash sẽ gặp một chút khó khăn do phí giao dịch Bitcoin Cash vô cùng rẻ. Mạng Bitcoin Cash sẽ dễ dàng bị tấn công hơn bởi vì block của nó lớn hơn. Kích thước khối lớn hơn cũng đi liền với việc đòi hỏi nâng cấp phần cứng tốt hơn. Đây cũng chính là điều lo ngại của cộng đồng vì nó sẽ làm giảm tính phân quyền, bởi vì đâu phải ai cũng đủ giàu để trang bị cho mình những thiết bị đủ xịn để vận hành Bitcoin Cash. Điều này đi ngược lại với mong muốn của Satoshi Nakamoto. Và một điều quan trọng nữa là liệu kích thước của block có cần phải lớn đến như vậy hay không? Tại sao chúng ta lại cần Bitcoin Cash trong khi chỉ cần một bản nâng cấp của Bitcoin như là Lightning Network chẳng hạn? Tạm thời bỏ qua những nghi vấn đó thì Bitcoin Cash được nói vui là đồng tiền tự do khi tách khỏi Bitcoin, và tất cả những người dùng sở hữu Bitcoin vào thời điểm chia tách sẽ sở hữu một lượng Bitcoin Cash tương đương trong ví của mình vào thời điểm đó. Nếu bạn có 10 Bitcoin trong ví lưu trữ của bạn
khi Bitcoin Cash tách ra, bạn sẽ hưởng lợi rất lớn, vừa có 10 Bitcoin, vừa có 10 Bitcoin Cash nếu bạn có thể chứng minh được trong tài khoản của mình có 10 Bitcoin. Trên đây là toàn bộ những gì mà bạn cần biết về Bitcoin Cash, người anh em song sinh của Bitcoin và hiện tại cũng là một trong những đồng tiền lớn nhất trên thị trường. Vậy các bạn nghĩ sao? Đồng tiền nào mới là tương lai? Liệu Bitcoin Cash sẽ một ngày nào đó soán ngôi Bitcoin hay là Bitcoin sẽ vẫn là vị vua của thị trường tiền điện tử? Hãy comment ý kiến của mình bên dưới và đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Coi68 để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào.